Tiếp theo là những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, thành phố Bà Rịa có 243 hecta rừng phòng hộ ở khu vực núi Dinh thuộc địa bàn các phường Kim Dinh, Long Hương và xã Tân Hưng. Trong năm 2019, Kiểm lâm địa phương đã triển khai đường băng cản lửa với tổng diện tích 20 hecta dự trữ nước tại 7 hồ chứa. Hạt Kiểm lâm cũng tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện các công trình, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng. Trong năm 2018-2019, trên địa bàn thành phố Bà Rịa chỉ xảy ra một vụ cháy đất nông nghiệp. Lực lượng tại chỗ đã dập tắt kịp thời, không để cháy lan đến diện tích rừng. Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018-2019 của thành phố Bà Rịa cho thấy, Ủy ban nhân dân các phường xã có diện tích rừng đều chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã. Kiểm lâm địa phương vận động các hộ dân, công ty, xí nghiệp sinh sống, hoạt động ven rừng ký cam kết tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng. Lắp đặt các bảng cấm chặt cây ở những cửa ngõ ra vào rừng, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, phá rừng. Năm 2020, thành phố Bà Rịa đặt mục tiêu nâng cao khả năng kiểm soát và hiệu lực của công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.